Ngày hôm qua em Tuấn có làm video để chia sẻ mọi người. Thì anh trai ở trong quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh đã chốt ngay lập tức cây này. Thì cũng xin chúc mừng anh trai đã ra quyết định rất là nhanh. Thì tác phẩm đã về với anh. Nói là tác phẩm thì nó không đúng, nó là sản phẩm thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì cây này là để tạo dựng lên một tác phẩm. Thì theo em Tuấn thì cây này mất khoảng 3 đến 5 năm nữa thì sẽ là một cây hoàn thiện rất là đẹp. Ngoài ra thì vẫn còn những sản phẩm khác thì các bác cùng em Tuấn trải nghiệm nhé. Rồi, một cây giáng bay hồ coi. Như video trước em Tuấn cũng nói rồi bác rồi nhé. Đấy, này thì hoành thân bệ gốc của nó thì cỡ khoảng 60-65, tàn bay là hơn 2 mét. Con này thì em Tuấn đã đo rất là cụ thể rồi và cũng có làm một cái video riêng cho cây này rồi. Thì anh em mình chỉ cần xem cái bông tàn này thôi là cũng thấy là cái độ bề thế rồi là cái dữ liệu để các bạn có cái góc nhìn để sáng tác cho nó cho một cái cây đẹp hơn các bạn nhé. Hồ bay bay hồ coi này. Cái form này rất là hiếm luôn. Thực sự là rất hiếm. Cái này thì chỉ có mất công vào dàn lại bộ râm, xây dựng lại bố cục là một sản phẩm tương đối là tiềm năng anh em nhé. Mọi người thường bị bỏ quên với những cái cây gọi là đa thân hay là lùn lực đấy các bạn. Thì cái này chúng ta phải nhìn chi tiết cơ. Con này thì nó có ba thân mọc lên. Thì cái thân chính của nó là vòng cái bên tay phải của các bạn. Cái hoành thân của con này là nó cỡ khoảng đầu 7 đấy, 75 80 gì đấy. Đây, Sát gốc đấy. thân thứ ba đây. Cây thì do là để sộc. Cắt thu cành đầu cành vào thì nó để sộc tròn tròn này. Đấy, đường kính cả cái tán này cỡ khoảng 2 mét. Cao là cỡ 1 mét rưỡi đến 1 mét 8. Như Tuấn đứng ở đây thì nó cỡ vào khoảng 1 mét 1 mét 6. Tuấn cũng đã làm chi tiết về cái này rồi, có thông số về đường kính thân này, rồi là các cái cành cành thân ở dưới kia đã có hết rồi đấy. Thì sau Tuấn gửi cho các bạn luôn. Bên cạnh đấy thì các bạn không thể quên được cây này nhé. Cái cây này nó có một cái điểm rất hay này. Cây này do là lúc trồng ấy thì là trồng ba cái tay này nó vểnh lên này thôi. Nhưng mà trên thực tế mà chúng ta để ý chăm chút một chút nữa thì các bạn thấy này, cái cành này nó mới là cành phóng. Đấy, thì chỉ cần chuyển độ khoảng 10 độ nữa thôi, 15 độ nữa thì cái cành này là cành hoành rất là đẹp luôn đấy. Dựng lại tất cả cái cây này thành bố cục thành một cái cây trực. Thì đây là một cái cây nguyên liệu, Tuấn nghĩ rằng là nó đủ các cái dữ liệu để các bạn về cắt sửa. Đấy, không phải suy nghĩ rồi nhá. Con này thì nó tốn diện tích đấy. Nếu mà anh em mình quánh một xe gửi đưa xe về miền Nam hoặc là cho xe cầu thì con này tốn diện tích. Đấy. Tổng tàn bay của cái này ấy, theo ước tính Tuấn nghĩ là nó cỡ khoảng 2 mét 4 đến 2 mét 8 đấy. Cả cái tàn bay này. Đấy. Cao từ mặt bầu lên đây là cỡ khoảng 2 mét. 2 mét. Nguyên liệu có đầy đủ hết rồi. Con này là tương lai. Để Tuấn chia sẻ với các bạn nhé. Bây giờ còn số mẫu nữa thì anh em cùng đi chiêm ngắm luôn. Các bạn đừng vội bỏ qua cây này. Cái thông tin cây này thì Tuấn cũng đã nắm được toàn bộ rồi. Đấy, nhưng mà cũng phải quay lại cho mọi người thấy rằng là cái chất cây này thì quá là ok rồi, do là nhà vườn ấy hôm vừa rồi là bón phân là nó ít quá hoặc là nó chưa thẩm thấu được ấy. Nên cây nó cứ vàng vàng lá này. Nhưng mà chính sự vàng lá này này nó khiến cho cái cây nó đang thèm khát được vào một cái vị trí độc tôn để cây nó khỏe mạnh hơn rất nhiều các bạn nhé. Thân riêng thân bệ sát gốc của nó con này cỡ khoảng trên 70. Con này thì có một cái điểm đóng cành ok rồi, nó làm hở làm mở hết cái mặt này ra rồi. Thì nó có một thân trực và một thân hoành, thì anh em mình về vặn vẹo lại. Thì đây sản phẩm
xứng đáng để chúng ta sưu tầm đấy. Trên này thì có một cái cành chiết ở trên này này. Đấy các bạn nhé, anh em mình nên để ý cây này, không nên bỏ qua. Riêng cái phôi này, phôi này xứng đáng để chúng ta chơi về sưu tầm. Đấy, kế bên đây là những cây tùng đài. Đài này chắc là sắp tới này Tuấn cũng tập trung là bán cái lô này để làm sao cho các bạn chơi mà nó bền nhé. Anh em đừng để qua sản phẩm đấy nhá, không nên bỏ qua, nó là một cây cốt quý đấy. Đây còn cái cây này nữa bạn, cái này Tuấn phải ngồi áp xuống dưới để Tuấn nhìn. Con này theo Tuấn đánh giá là một cây có cái đường chuyển rất là đẹp, nó vòng lượn vòng, nó điểm cốt không nó nằm ở đây, sau đấy nó nằm ngập bên dưới đấy. Về thân pháp của nó thì khá là liền lạc, nó không bị rách thân đấy, nó vòng nó ôm. Con này tạo dáng của nó thì cũng rất triển vọng các bạn, cây đang ở thời điểm sung mãn này đấy. Cốt cành nóng ấy, rất là triển vọng đấy. Cây này bóng tán rộng, mọi người xem tùng kim cương nó mới dìn đét này. Cái này cốt to cả nhà nhé, cốt hoành nó cỡ khoảng 4-5 đấy. Thợ vẽ mặt vào dây định vẽ cái này là làm cây chơi rất là ok luôn đấy, để các bạn tham khảo nhé. Mọi người xem này, đấy, bộ tàn nó đây, trông mê không, tốt sung xuê luôn. Đấy, chúng ta xem thân, cái thân nó trườn nhé. Đây nhìn cái thân này chưa, rất là đẹp luôn. Kiếp thật được cái cây như thế này quý quá các bạn, rất quý một tác phẩm này, không hề đơn giản đấy các bạn. Quá đẹp, nó quá là triển vọng luôn, tiềm năng. Cái này là tiềm năng anh em. Lại một siêu cốt tùng kim cương hàng zin. Cốt này thì phải nói thế nào nhỉ, to lắm. Riêng cái vành này là nó cũng là phải 70 lấy. Cái vành sắt cốt sắt gốc này. Cái này thì các bạn chấp nhận sự đau thương nếu mà cắt là đau. Đấy, sau nuôi dựng lại bản phần cây nó mới ok được. Chứ còn chơi bóng thì anh em về có người thợ mà lành nghề ấy, họ về dựng lại cho các bạn thì nó theo Tuấn là tương đối là triển vọng. Đấy, để các bạn có một sự kỳ vọng tốt hơn thì cây này chăm chút cho nó, cắt sửa bạn, tác phẩm rất là ok luôn, tiềm năng dài hạn. Thì chẳng nhẽ là cây nào cũng khen, không có cây nào chê cả. Nhưng mà thực tế là tác phẩm thì tạo ra là nó mất nhiều thời gian, đánh đổi khá nhiều thời gian. Thì bây giờ nó chỉ là một cái phôi thôi. Đấy, anh em đừng đến bỏ qua nhé, sản phẩm rất là ok đấy các bạn. Còn cây nữa, trong cái loạt video này thì còn cây nữa thôi. Cây cuối cùng trong cái video này đấy các bạn. Đấy, cốt đây ạ, là ok luôn, mực nạc tán xung xuê.
rất là mạnh, cây rất lực. Đấy mọi người nhé, các nào mà quan tâm thì liên hệ với em Tuấn, thông tin của em để tất trên màn hình, mọi người vào kết bạn với em để em gửi thông tin thêm các bạn nhé. Cây rất sung mãn luôn. Đấy, một cái bụi như thế này, kéo có bác thì xứng đáng để chơi hay không? Rồi, thank you cả nhà.